Chào các bạn, thì như tiêu đề hôm nay mình sẽ mở hộp bung cái con loa này ra, mở hẳn bên trong ra để xem các cái thông tin về thông số kỹ thuật của nhà sản xuất đưa ra có chính xác không, và thứ hai nữa để phân tích các cái mạch điện bên trong, rồi các cái củ loa bên trong, rồi các cái cấu hình thành phần bên trong. Thì đây là một con loa mới thì mình sẽ tiến hành bóc hộp để mở con loa này luôn, và cũng sẽ để nó làm con loa demo ở cửa hàng. Đây, đầu tiên thì mình sẽ bóc luôn. Các cái phụ kiện nằm đây thì mình bỏ tạm ra đây này. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành tháo luôn. Đầu tiên mình sẽ cậy cái lớp gioăng cao su, cái chân cao su đế ở phía dưới loa đây. Ok, bước tiếp theo là tháo hết cái con ốc ở dưới đít này ra. Ok, vì đây là một chiếc loa mới nên các cái gioăng cao su này của nó này vẫn còn đang rất là khít. Đó, các cái gioăng cao su này rất là khít. Nên là sau một lời loay hoay thì mình cũng đã cậy được cái phần mặt trước này ra. Đấy, đây là phần mặt trước e-căng này. Hoàn thiện khá là cao cấp đấy các bạn. Rồi, và ở ngay phía mặt trước chúng ta nhìn thấy những gì? Chúng ta sẽ có một củ subwoofer ở đây. Con này cũng đồng thời là con tái tạo được cái giải trung âm rất là tốt, đặc trưng của dòng Hartmann Cardinonic Studio đời 5 và đời 6. Đấy, và một cái loa test ở đây. Đấy, theo thông số nhà sản xuất thì con này là dài 12 cm. Đó, về kích thước đấy. Và đây không phải loa các bạn nhé, đây là passive radiator. Ở những cái video trước đây thì mình cũng đã nói qua cho các bạn nó là cái gì rồi. Con này nó là cái cộng hưởng âm bass, nó chỉ là cái gân loa và một cái màng loa kim loại, cái này bằng cao su để cộng hưởng cái tiếng bass thôi. Vì con đời 6 chống nước nên các bạn để ý này, ở đời 5 ấy thì nó không có một cái phần vỏ cao su bọc bên ngoài những cái nút ấn này đâu. Nhưng mà sang đời 6 thì nó có một cái phần cao su bọc hết bên trên các cái phần nút ấn này rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi sâu hơn vào bên trong để xem còn những cái gì. Ok, sau khi mình tháo tổng cộng là 18 con ốc thì chúng ta chỉ việc úp cái loa xuống lại này và mở cái phần đít loa này lên. Đó. Và dĩ nhiên là phải rút hết các cái dây cắm bên trong ra các bạn nhé. Đây, chúng ta có một đường dây ở đây cho các cái cổng sạc và cái đường 3.5 phía sau. Đấy, sau khi rút ra thì chúng ta đã bỏ được hoàn toàn cái phần sau. Đây, cái chính cái mình bảo các bạn đây là mặt trước có một cái và mặt sau có một cái, nó là passive radiator cộng hưởng tiếng bass. Phía thường nó sẽ làm bằng kim loại, và đây đúng nó sẽ làm bằng nhôm. Đó, và được bọc cao su, với gân này là gân cao su. Đó, phần cộng hưởng. Còn đây là tất cả các cái cổng sạc hay là cổng 3.5 này là cắm bằng chấu này trực tiếp vào này. Rồi, bây giờ đi sâu vào trong này thì nó cũng không khác gì cái con Onyx Studio 5 cả, cũng sẽ có một loa tép giải cao và một con subwoofer và kiêm cái phần trung âm ở con này. Đấy, trung trầm và giải thấp ở con này, và cộng hưởng thêm giải thấp, đó là hai con passive radiator mặt trước và mặt sau. Công suất con này là theo nhà sản xuất con này là 50W, nhưng mà các bạn lưu ý nhé, con đời 5 và con đời 6 ấy là nó sử dụng cái mạch
Đây các bạn để ý cái mạch của nó là mạch class D nên nó rất là nhỏ. Mạch class D nó rất nhỏ nhưng nó lại đưa ra công suất là 50W, và 50W này nếu các bạn để ý thêm một chút thì nó là đầu nối Biam. Biam là gì? Biam là như hình các bạn sẽ nhìn thấy là hai con âm ly 50W đưa vào một con loa, có nghĩa là con này 50W nhưng nó là đầu nối Biam nên công suất của nó rất là khỏe. Đấy, chứ không phải 50W lắm. Và đây là cái phần tản nhiệt. Tản nhiệt này nếu so sánh với con 5 thì tản nhiệt này đã lớn hơn. Đấy, phần tản nhiệt lớn hơn, và ở phía dưới này chúng ta sẽ có hai con sò công suất. Đấy, hai con IC để khuếch đại công suất cho con loa này. Và mạch class D nó rất là nhỏ, đây các con tụ. Và đây ngay chỗ này chúng sẽ là cái phần mạch cấp nguồn. Và chúng ta có một cục pin ở đây. Và để xem cục pin nó như nào. Mà rút lên. Rút hẳn pin ra. Đấy, chỉ với một con pin nhỏ bé như này thôi các bạn nhá. Đấy. Hãng công bố là 8 giờ nghe nhạc nhưng mà thực tế thì con này nó cũng giống như con 5 thôi, nó sẽ cho chúng ta khoảng tầm 2 đến 3 giờ nếu bật max âm lượng, và bật càng nhỏ thì càng lâu. Và dung lượng của nó đây mình nhìn đây 3283 mAh. Pin 3,6V. Đấy. 3283 mAh các bạn nhá, pin rất là tốt đấy. Pin này của nó pin tốt. Ok. Và đây là đường vào loa. Đấy. Đường này sẽ như chúng ta hiểu đầu nối Biam là sẽ có hai đường, hai con âm ly công suất 50W đưa vào đây để khuếch đại ra hai con loa này. Đấy. Ok, để mạch rất chi tiết thì mình thử tháo luôn cả cái mạch ra để cho các bạn xem luôn phần mặt sau nhá. Rút luôn này. À, cái này là anten Bluetooth các bạn nhé. Và nhờ cái anten Bluetooth này để nó kết nối với điện thoại không dây. Và đây một một đường cắm duy nhất đây là để kết nối ra các cái nút ấn ở phía mặt trước. Thì đây mình cũng rút ra luôn. Tí nữa mình sẽ mở hết toàn bộ. Đấy, bo mạch điều khiển đây. Nằm ở đây. Và đây mặt sau. Mặt sau thì chúng ta không có gì cả. Đấy. Đó, đấy với con mạch nhỏ bé như này đây này. Là chúng ta đã có con công suất là con âm ly công suất 50W đầu nối Biam để kéo hai con loa này. Trông mạch cũng khá tốt này. Các cái linh kiện của nó cũng khá rất là tốt này. Ok, bây giờ đó chúng ta sẽ có pin, có mạch điện. 18 con ốc và đây là các cái đường kết nối. Vậy thôi. Như vậy là bên trong loa là hết rồi. Thì như thế này thì các bạn cũng có thể hình dung là chúng ta có khá nhiều cái chỗ trống này. Chỗ trống để chúng ta có thể nâng cấp về pin trong trường hợp mà độ pin thì mình nghĩ là ở cái khoảng không này này. Cũng là một cái khoảng không để mình độ thêm cái cục pin vào để nâng thêm cái dung lượng của pin. Đây chỗ này cũng có một khoảng trống, hai chỗ này. Để nó thứ nhất là cái khoảng trống đấy phải không được chạm vào các cái loa. Nên là trong trường hợp độ pin thì chắc trong tương lai nếu các bạn nào cần thì vẫn có thể độ pin thêm các cái vị trí ở chỗ này. Rồi. Đó là tất cả cái củ lâm châm các bạn, rất là dày luôn nha. Đây. Mạch là những cái đây là lâm châm này, rất là dày. Loa của nó là gân cao su và màng loa đây, các bạn nhìn chưa? Đây màng giấy nhá. Màng giấy gân cao su. Đó, và đây là một con loa tép. Đấy, như vậy là tất cả các thứ bên trong rồi. Còn một cái chi tiết nhỏ nữa ấy là loa thì nó chống nước nên là các bạn để ý là ở đây là viền xung quanh đây là một cái gân cao su chạy dọc hết tất cả đây này. Đấy để chống nước. Đó. Đấy nên là khi mà chúng ta đậy cái loa vào nó khít vào cái gân này là cho dù chúng ta có tháo ra tháo vào thì vẫn không mất đi khả năng chống nước vì cái đây nó có một cái gioăng cao su gắn liền rồi. Và những cái loa như đời 5 nó không chống nước nhưng nó cũng sẽ có một cái gân ở đây nhưng thường nó sẽ là gân xốp. À, cái đường xốp ở đây để làm cho cái loa nó kín. Tất cả các loa nó đều kín hết các bạn nhé. Vì chỉ khi kín thì nó mới cộng hưởng được cái phần passive radiator này, tạo ra tiếng bass này. Ok, và đây là tất cả những cái gì mà ở trong một con Onyx Studio đời 6 và con 5 thì cũng tương tự đây. Đây là tất cả mọi thứ. Đấy, chúng ta có tổng là 20 con ốc. Đấy, và các cái mạch điện, pin. Đấy, ok.
Trước khi đóng lại thì mình sẽ thử một bài nhạc có nhiều bass mạnh một chút để xem như thế nào. Mình bắt đầu luôn.